Huấn luyện viên Erik ten Hag xác nhận hai tân binh của Manchester United là tiền đạo Rasmus Hojlund và hậu vệ Sergio Reguilon có thể đá khi Manchester United gặp Arsenal ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Hojlund là tân binh thứ 3 của Manchester United ở mùa hè này sau thủ thành Andre Onana và tiền vệ Mason Mount. Trung phong người Đan Mạch được mua về từ Atalanta với 83 triệu đô la Mỹ trả trước, kèm 11 triệu đô la Mỹ phụ phí và ký hợp đồng đến hết năm 2028. Tuy nhiên, anh lại chấn thương từ khi còn khoác áo Atalanta giai đoạn tiền mùa giải và lỡ cả 3 vòng mở màn Ngoại hạng Anh. Trong buổi họp báo hôm 1 tháng 9, Ten Hag xác nhận Hojlund đã bình phục, trải qua tuần tập luyện tốt và sẵn sàng ra sân khi đội làm khách Arsenal. Ngày mai, Manchester United sẽ có buổi tập cuối, nhưng Hojlund đã làm tốt, phản ứng tốt, huấn luyện viên người Hà Lan nói. Vì vậy, tôi nghĩ Hojlund sẵn sàng cho trận gặp Arsenal, tôi nghĩ cậu ấy sẵn sàng đá chính. Về trận gặp Arsenal, ông nói, đây luôn là những trận đấu thú vị căng thẳng giữa hai câu lạc bộ chơi thứ bóng đá tấn công.